Ai ôm đau, ai ôm đau, y tế đưa vào. Từ mấy tên nữ chăm sóc tận tình, chà chà chà. Tôi ốc đây, tôi ngất đây, y tế thương không. Vào đây cả mấy bao nhiêu âu lo nghe tin giật mình. Hay quát to, hay cáu điên, không có tràn hòa. Nhiều bệnh nhân rất lo khi vào viện, chà chà chà. Có thấy không hay bịa thì cô hãy trình bày. Khám chữa lâu nay thường hay vẫn có xì xào. Và ngành y đức luôn trau dồi. Lời đồn đi khám mang phong bì. Mổ nhầm không sót khi không được tiền, có hay không? Em quá ngoan, em rất ngoan, em khám vô tư. Chỉ đâu đó khám xong xuôi nhân dân thường được cục tiền. Em nói không, em khám xuống, em trước không tiền. Việc người dân muốn đưa phong bì thì em vô cản. Ngọc Hoàng thấy cái màn báo cáo một năm khám chữa bệnh của thần ở đạo giới thế nào mà Ngọc Hoàng? Em ạ, anh là người quê chỉ có tấm lòng thôi.